chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nhà đẹp tô nơi mang tới cho quý vị về những mẫu nhà đang được ưa chuộng và yêu thích nhất tại Việt Nam. Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay Minh thường cùng với Nhà đẹp tô sẽ giới thiệu tới quý vị về một công trình nhà 2 tầng mái Thái mang phong cách thiết kế tân cổ đã được chúng tôi trực tiếp thiết kế dành cho chủ đầu tư chính là anh Hùng có địa chỉ tại Hải Dương. Và ở trên màn hình của quý vị đây chính là những thiết kế từ hình ảnh bên ngoài này, diện tích công năng mà sau khi chúng tôi đã về trực tiếp tại nhà của anh để khảo sát về nhu cầu, mong muốn, sở thích, đặc biệt là mức chi phí mà anh đưa ra để từ đó chúng tôi hoàn thiện lên một thiết kế đẹp mắt và ưng ý như bây giờ. Và chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn qua một chút về những cái hình dáng bên ngoài nhé. À, đầu tiên là với nhu cầu của anh Hùng đó chính là anh thích với một cái mẫu à, nó mang cái tinh đường tân cổ Bên cạnh đó chính là vừa cao giáo vừa đồ sộ vừa ấn tượng cho anh Và chúng tôi cũng đã lên ý tưởng đó chính là một mẫu nhà 2 tầng mái thái kết hợp cùng với hệ bậc nam cấp để chúng ta hoàn thiện một ngôi nhà cao giáo và đồ sộ ở đây thì với công trình của anh được chúng tôi lấy màu sắc à, lấy cái màu trắng này để làm tông chủ đạo dành cho ngôi nhà những cái màu còn lại đó chính là cái màu cam và cái màu của à, chất liệu cửa ra vào từ cửa chính này cửa sổ này và quý vị thấy rằng là ở đây khi mà những cái mẫu nhà mái thái thì rất là cao đúng không rất là cao sáo và đồ sộ và để nó thể hiện được cái nét đẹp cũng như sự tinh tế thì quý vị đang được nhìn ngắm ở phía mặt tiền chính của công trình ở đây khi mà chúng tôi có thiết kế với hệ bậc mái thái chúng tôi sẽ có thiết kế tới tận ba à, mái tận ba mái đó ba mái đầu tiên đó chính là mái ở chính chính tiếp theo đó chính là ở hai mái khu vực mái thái đúng không thì từ đó chúng ta sẽ có tới tận ba lớp ờ, trong ba lớp như này thì chúng ta sẽ có thiết kế theo hình thức đó chính là tam giác và mũi tên đi lên để chúng ta sẽ có thể hiện sự thăng tiến rồi là sự thành công cũng như là vượt bậc ở trong công việc và cuộc sống dành cho gia đình của anh tiếp theo đó chính là những đường phào chỉ này đầu tiên là quý vị có thể nhìn thấy rằng ở ngay phía dưới cái mái thứ hai từ trên đổ xuống chúng tôi có một cái uh, phào chỉ uh, theo một cái uh, bức phù điêu ở cung điện mà đã được chúng tôi lựa chọn dựa trên cái yêu thích của anh Hùng đưa ra Tiếp tục đó chính là về những đường đắp nổi, những cái cột giả từ những góc này Rồi là những đường phào chỉ nằm ngang công trình giúp cho công trình của chúng ta được cướp ấp, được cuồn cuộn hơn rất nhiều đúng không? Và đặc biệt rằng khi mà chúng ta kết hợp với những cái đường gọi là phào chỉ này rồi là những đường đắp nổi cột ở bô góc và nó nối liền từ tầng hai đổ xuống tầng 1 nó cũng sẽ góp phần đẩy cho ngôi nhà của chúng ta nó được sức sống hơn khỏe mạnh hơn và cao giáo hơn rất nhiều à, đặc biệt rằng là ở không chỉ là ở phía của cái hệ mái nhé mà cái mái oan công chúng tôi cũng sẽ có những cái đường phào chỉ và những đường trang trí ở ngay phía dưới mái và tất cả màu sắc đây là chúng tôi điều hòa kiện Và an sen đó chính là màu trắng và màu cam để nó nổi bật hơn, ấn tượng hơn và nó thu hút ánh nhìn hơn và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với sảnh phụ nhé và đây chính là mặt tiền thứ hai nằm ở bên tay trái công trình với mặt tiền bên này thì chúng tôi sẽ thiết kế với hai mái mà thôi một đó chính là mái ở sảnh phụ và thứ hai đó là mái ở phía trên thật ra là khi mà chúng tôi thiết kế như này chúng tôi đều muốn đổi mới cũng như là tạo sự khác biệt dành cho hai mặt tiền một mặt tiền chính và một mặt tiền nằm ở bên tay trái công trình để làm sao mà chúng ta cũng sẽ tạo từng điểm nhấn riêng biệt sự khác biệt với nhau và tạo cái sự thu hút dành cho ngôi nhà Cộng với đó thì ở đây bên này chúng ta cũng sẽ không thể thiếu đó chính là những đường vào chỉ này rồi là những đường đắp nổi cột đúng không để nó tạo hình dáng sự cơ bắp sự chắc chắn và sự khỏe mạnh dành cho ngôi nhà và anh Hùng thì là một người Mà rất yêu thích sự truyền thống Vì vậy là tất cả từ cửa chính này Cửa sổ này, cửa sảnh phụ này Chúng ta đều là chất cửa gỗ lim Nam Phi và đều có baro kính Để lấy ánh sáng cũng như là độ thông thoáng Và quý vị hãy nhìn cho mình thử Một chút nhé, đó chính là những cái Đồng tiền màu vàng đấy ạ đấy, Những đồng tiền màu vàng, chúng tôi đã có chạm chỗ cũng như là uh, Gắn liền vào những cái hệ cột Từ sảnh phụ này, rồi là Cột sảnh chính này, rồi là cột đắp nổi ở bốn góc nhà đó thì đây cũng chính là một cái phong thủy rất là hay để chúng ta thấy rằng là gì tất cả những cái đồng tiền này nó sẽ mang lại sự vinh hoa sự phú quý sự tiền tài và sự thành công dành cho ngôi nhà ở phía dưới chân uh, tường chân nhà thì chúng tôi sẽ ốp những dạng gạch thẻ trang trí còn ở phía hết bậc thang cấp thì chúng tôi sẽ sử dụng đó chính là gạch marble để chúng ta ốp và thiết kế trang trí quý vị nhé và tất nhiên rồi đối với một cái mẫu nhà như này chúng ta sẽ không thể thiếu đó chính là những cái dạng đèn trang trí này đèn chiếu sáng để giúp cho công trình của chúng ta được lung linh cũng như đẹp và ấn tượng hơn và bên cạnh đó chúng tôi còn có thiết kế thêm về những, rất là nhiều về những cái mặt phẳng rồi những ô chứa để chúng ta đặt những cây cảnh cây hoa mình yêu thích để tạo một không gian tươi mới và đẹp mắt hơn và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn qua về diện tích này công năng cũng như là công trình ở từng tầng một nhé với ngôi nhà anh hùng thì được chúng tôi thiết kế mặt tiền là 9,1m này chiều sâu công trình là 11,3m thế đâu đó tổng diện tích khuôn viên của chúng ta cũng rơi vào cầm là 110 cho tới 105m2 đó à, 100 cho tới 105m2 quý vị nhé Và với cái diện tích như này từ một anh hùng mong muốn chúng tôi thiết kế công năng bao gồm là một khách một bếp cộng ăn một thờ một phòng ngủ đơn và diện tích như này thì chúng tôi cũng đã phân bổ như sau này với khách là 34m2 phòng bếp cộng ăn là 22,4, phòng thơ là 14,7 và phòng ngủ là 14,4. Thì đây chính là những cách mà chúng tôi đã phân bổ diện tích lần lượt dành cho cường không gian. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ có thiết kế thêm một cái phòng vệ sinh chung nằm ngay với cạnh cái không gian phòng bếp đâu đó. Tổng diện tích nó cũng rơi vào tầm 4 mét vuông quý vị nhé. Thật ra đây là một cái công trình phụ mà chúng tôi có thiết kế nằm ở bên ngoài đằng sau công trình. Rồi và cách bố trí như sau này, bắt đầu từ sảnh chính ra vào thì thật ra là cả hai cái sảnh này nó đều liên thông với cái không gian của phòng khách và nếu như mà chúng ta tính từ bên sảnh chính nhá thì nằm ở bên tay trái chính là một cái bộ bàn ghế này tủ kệ tivi thì chúng ta sẽ nằm ở ngay bên phía của khu vực sinh phụ đấy còn ở phía bàn ghế là nó nằm ở trung tâm phòng khách còn nằm ở bên phía bên tay phải ấy, chính là cái không gian của phòng thờ điều này chúng ta sẽ có một cái lối hành lang nó khá là rộng rãi và nó theo hình thức vuông vắn từ sảnh phụ và từ sảnh chính chúng ta đều có thể thoải mái và di chuyển vào những cái không gian một từng trong ngôi nhà đúng không? Phòng thơ thì chúng ta cũng sẽ đặt vị trí nơi tọa cát hướng cát một vị trí rất đẹp dành cho ngôi nhà này. Phòng ngủ đơn này thì có tổng diện tích là 14,4 m quý vị nhá. Đó. Phòng này thì chúng tôi cũng đã có bố trí sẵn bao gồm giường này, tủ quần áo dành cho các bác, tức là bố mẹ anh hùng đấy ạ. Phòng bếp ăn thì ở đây chúng tôi đã có bố trí sẵn một bàn ăn dành cho 6 thành viên này. Cái dạng bếp thì được bố trí theo dạng chữ L rất là à, rộng rãi này dài và bên cạnh đó là chúng ta cũng sẽ có thêm những vị trí để cho các thành viên chúng ta nấu nướng và đi lại thuận tiện hơn vị trí đặt bếp nấu nướng là nơi tọa hung hướng cát trong nhà quý vị nhé để trong quá trình khi mà chúng ta thực hiện nấu nướng thì cũng sẽ kết hợp cùng với phong thủy đốt cháy đi những điều mà đen đủi và giữ lại những điều hưng thịnh và cái chiều cao của tầng 1 anh của nhà anh hùng ấy thì có tổng diện tích rơi vào đâu đó là 4,1 m đó rất là cao quý vị đúng không cái chiều cao này thì nó cũng sẽ rất phù hợp bởi vì đây là một công trình nhà 2 tầng mà kết hợp cùng với uh, máy Thái thì làm sao mà chúng ta chia tỷ lệ cái chiều cao cho nó hợp lý nó gọn gàng và đặc biệt rằng khi mà càng cao thì ngôi nhà của chúng ta nó càng mát đúng không rồi và tiếp theo tầng 2 thì sao ạ với tầng 2 thì uh, anh hùng mong muốn chúng tôi thiết kế công năng chúng ta sẽ có tới tận là uh, 3 phòng ngủ đó tận 3 phòng ngủ quý vị nhé trong ba phòng ngủ này thì chúng ta sẽ có hai phòng ngủ đơn, một phòng ngủ cấp ký master và một phòng sinh hoạt chung. Diện tích lần lượt như sau. Phòng ngủ số 02 là 18,5 này, phòng ngủ số 03 là tới tận gần 25 m2. Với cái không gian dùng để ngủ là 21,9 này, phòng vệ sinh là 3,5 à, phòng ngủ số 04 là 14,4 và phòng vệ sinh chung là 3,5m à, chúng ta cũng sẽ có một phòng sinh hoạt chung với tổng diện tích là 14,4m quý, quý vị nhé đó thì đây chính là những cái diện tích mà chúng tôi đã phân bổ ở phía trên tầng 2 thật ra là cái vòng sinh hoạt chung này chúng ta đặt đây rất là hợp lý bởi vì là ở phía dưới chính là cái không gian của phòng thờ vì vậy là chúng tôi sẽ đặt ở nơi này để chúng ta sẽ làm một phòng sinh hoạt chung hoặc là một cái sân vui chơi dành cho các con bởi vì là ở phía bên ngoài chính là cái ban công để cho gia đình chúng ta có thể ngắm nhìn ở phía bên ngoài đường rồi và cách bố trí như sau nhé bắt đầu từ cầu thang đi lên này chúng ta cũng sẽ rất là dễ dàng để di chuyển ra các không gian khác đầu tiên là từ phòng sinh hoạt chung chúng tôi đã có bố trí bao gồm là một tủ kệ tivi này một sofa dài để các thành viên chúng ta có thể ngồi trò chuyện với nhau hoặc là thưởng thức những bộ phim mà mình yêu thích đúng không à, đối với ba phòng ngủ thì cũng tương tự giống như phòng ngủ tầng 1 bao gồm giường tủ quần áo tủ kệ tivi bàn làm việc À, phòng vệ sinh thì cũng tương tự giống như tầng 1 thôi, chúng tôi đều có những cái vách ngăn bằng kính để chúng ta chiên ướt nơi khô và có đều tổng diện tích là 3,5m. Và tầng 1, tầng 2 thì không thể thiếu, đó chính là những ô cửa sổ giống như là bên ngoài, Minh thường đã có giới thiệu cho quý vị đúng không? Để chúng ta lấy ánh sáng, lấy độ thông thoáng vào bên trong phòng, từ đó giúp cho ngôi nhà của chúng ta tránh ngột ngạt cũng như là đầy đủ hơn. Và nếu như quý vị chúng ta cảm thấy rằng mẫu nhà này phù hợp với tiêu chí nhà mình thì có thể ngay lập tức... À, gọi điện từ số hotline của chúng tôi Qua số 0844 878 666 Hoặc qua số 0396 65 6596 Để đội ngũ tư vấn thiết kế của chúng tôi Gọi điện và mang tới dành cho quý vị Những thiết kế đặc mắt và nghỉ nhất Đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại